Những ngọn đồi bị phá trắng, đốt trụi. Phá rừng ở đây không phải với mục đích để lấy lâm sản, mà chủ yếu là để lấy đất để sản xuất. Còn nơi có rừng già thì giờ chỉ còn trơ gốc. Quá trình đấu tranh mà không xác định được là hành vi khai thác thì không thể có chế tài xử lý. Vì thế, gỗ thì vẫn được thu chất đầy kho mà chả mấy khi bắt được đối tượng khai thác. Phức tạp nạn phá rừng tại Đắk Lắk. Đã 5 năm kể từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đóng cửa rừng và thực hiện các giải pháp cấp bách bảo vệ khôi phục rừng tự nhiên. Tuy nhiên, trong suốt 5 năm qua, tại Đắk Lắk, hàng trăm ngàn hecta rừng vẫn bị phá trắng, đốt trụi. Nhiệm vụ bảo vệ rừng không những không hoàn thành, mà qua thực tế, những vụ phá rừng cho thấy năng lực của nhiều chủ rừng rất yếu kém, dẫn đến tình trạng phá rừng ngày càng khó kiểm soát. Đây là một góc trong số gần 70 hecta rừng thuộc tiểu khu 1391 và 1392. Thuộc lâm phần quản lý của công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai chi nhánh Đắk Lắk được giao quản lý và bảo vệ. Khi những công nhân của công ty này có mặt tại hiện trường thì rừng đã bị đốt trụi, còn khói thì vẫn mịt mù cả khu vực. Còn đây là tiểu khu 1400 thuộc Ủy ban Nhân dân xã Đắk Phơi, huyện Lắk của tỉnh Đắk Lắk quản lý, nằm sát bên thì cũng trong tình trạng tương tự. Bên em quản lý là 1631 hectare. Mà có bao nhiêu trong đó là có 4 bảo vệ tại địa bàn xã Đắk Phơi. Thế sao để phát được phá như này mà mình không biết? Thì cái này biết chứ, nhưng mà lực lượng quản lý mỏng, nhân viên bảo vệ đi lên thì dân ở trên đó người ta mấy chục người, mình không dám tranh chấp người ta. Rõ ràng, ngoài việc người dân cố tình phá rừng, lấn chiếm đất rừng để lấy đất làm nương rẫy, thì phải nói năng lực của đơn vị được giao quản lý bảo vệ rừng là rất yếu kém. Không chỉ có vậy, ngay cả chính quyền địa phương cũng thụ động trong việc nắm thông tin cũng như xử lý tình trạng phá rừng. Thì trên cơ sở cái nội dung báo chí phản ánh thì về góc độ quản lý nhà nước thì huyện đã chỉ đạo cho các cơ quan ban ngành có liên quan và với các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức triển khai ngay tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Có một thực tế tại Đắk Lắk là sau khi những cánh rừng bị triệt phá thì ngay sau đó lực lượng chức năng đã có báo cáo thống kê thiệt hại diện tích rừng bị phá, nhưng biện pháp triển khai để quản lý rừng đã bị phá thì lại không có. Vì vậy, chẳng bao lâu, những diện tích rừng đã bị phá đó đã biến thành nương rẫy, thậm chí được mua bán sang nhượng. Ngay vị trí tôi đang đứng đây năm ngoái thôi, vẫn là những cánh rừng. Còn bây giờ thì đã được thay thế bằng những cây cà phê một năm tuổi như thế này. Còn ngay bên tay phải tôi đây là cánh rừng vừa được phá và đốt sạch, đốt trụi chỉ trong vài ngày qua. Và như quý vị và các bạn đã thấy thì rừng được phá đến đâu thì những đường ống nước này lại được người dân đầu tư và kéo đến đó. Và như thế thì chỉ một năm nữa thôi, toàn bộ khu rừng đã bị phá này sẽ biến thành những dãy cà phê xanh mướt. Trước khi xảy ra vụ phá sạch đốt trụi gần 100 hecta rừng tại huyện Lắk thì chỉ chưa đầy một tuần, tại huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk, gần 400 hecta rừng tự nhiên cũng bị xóa sổ. Câu hỏi đặt ra là với những vụ phá rừng có quy mô lớn như vậy, liệu có sự tiếp tay của cơ quan quản lý hay không? Đây là hiện trường vụ phá hơn 387 hecta rừng tại tiểu khu 205, xã Ea Tờ Mốt, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Xen lẫn với những cây rừng mới bị đốn thì còn rất nhiều cây đã khô héo từ lâu, cho thấy việc phá rừng tại đây đã diễn ra trong một thời gian rất dài. Trước thời điểm đó thì Ủy ban Nhân xã đã tổ chức tổ tuần tra, nhưng mà trên cái tuyến đường đi tuần tra thì không phát hiện ra cái sự việc này. Phá rừng ở đây không phải với mục đích để lấy lâm sản, mà chủ yếu là để lấy đất để sản xuất. Theo người dân địa phương, trước đó các đối tượng đã tổ chức tập kết máy móc với quy mô lớn và cưa hạ cây rừng trong thời gian khá dài. Điều lạ là khu rừng bị phá chỉ cách Ủy ban Nhân dân xã có 15 km, đường bằng phẳng dễ đi và nếu đi bằng xe máy thì chỉ mất hơn 20 phút. Tuy nhiên, chỉ khi hàng trăm hecta rừng đã bị xóa sổ, chính quyền địa phương mới có mặt để tìm hướng xử lý. Phối hợp với Kiểm lâm vùng 4, chính quyền địa phương tính toán cái trữ lượng cũng như cái khối lượng, sẽ tính ra cái mức độ ảnh hưởng về tài nguyên rừng để có cái chỉ đạo xử lý tiếp theo. Những cánh rừng dần biến mất cũng là lúc sự yếu kém của chủ rừng, của cơ quan quản lý bảo vệ rừng mới bộc lộ. Việc hàng chục cán bộ kiểm lâm của tỉnh này bị kỷ luật, thậm chí bị phạt tù trong thời gian gần đây do liên quan đến việc tiếp tay cho lâm tặc đã phần nào lý giải vì sao tình trạng phá rừng lại khó kiểm soát đến vậy. Một số các cái cơ quan
ban ngành chưa thực sự phối hợp chặt chẽ, nhiều những các lãnh đạo rồi kiểm lâm địa bàn đã có cái hiện tượng mà tiếp tay cho các đối tượng phá rừng. Dù cho các lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tra những kẻ đã tham gia hủy hoại rừng, tuy nhiên dù có bắt được, dù có truy tố được các đối tượng này thì cũng rất khó có thể phục hồi được rừng, nếu không nói là có thể bị xóa trắng và sẽ nằm trong báo cáo cuối năm nay của tỉnh này. Tôi muốn mời quý vị hãy cùng đến với con số sau đây. Theo số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp, từ năm 2016 cho đến hết quý 1 năm 2022 năm nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có trên 7.000 vụ vi phạm về lâm luật đã được phát hiện xử lý. Đáng chú ý là diện tích rừng tự nhiên năm 2019 của Tây Nguyên đã giảm gần 16.000 hecta so với năm 2018. Trong đó, chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk đã giảm là hơn 11.000 hecta. Và chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng kể từ đầu năm cho tới nay, chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk đã có thêm hàng ngàn hecta rừng đã bị xóa sổ. Không chỉ phá rừng chiếm đất làm nương rẫy, không ít đối tượng lâm tặc xâm nhập và hủy hoại rừng tự nhiên để khai thác lâm sản. Và điều đáng nói là các đối tượng phá rừng, xẻ gỗ và mang gỗ ra khỏi rừng đều hoạt động ngang nhiên giữa ban ngày. Từ trung tâm xã Cư Răm, sau nhiều giờ leo núi, chúng tôi đã có mặt tại tiểu khu 1911 thuộc lâm phần quản lý của Ủy ban Nhân dân xã Cư Răm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng khu rừng này vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt. Vậy nhưng càng đi sâu vào bên trong thì những cây cổ thụ càng vắng bóng. Và đây là ba nhóm đối tượng đang hạ cây, xẻ gỗ bị lực lượng công an huyện Krông Bông bắt giữ ngay tại hiện trường. Nên là cô công an đứng có mấy ngày thôi, cả làm cả cưa cả kéo là tất cả là 6-7 ngày gì đấy. Làm từ mấy giờ nói cho nghe. Làm cứ từ 8-9 giờ mới lên tới nơi. 4 giờ là về. Em có đi một mình lên cắt xong bên dưới kia cây bật gốc, mình cắt xong thì lại gặp mấy anh công an bắt tại tố luôn. Các đối tượng này hoạt động thủ công sử dụng cưa xăng, sau đó là cưa xẻ gỗ theo cái yêu cầu, sau đó đưa gia súc về thì hầu hết là sẽ diễn ra bằng ngày. Càng vào sâu trong cánh rừng của tiểu khu 1191 tại xã Cư Răm này thì tình trạng phá rừng càng phức tạp hơn, từ cây to đến cây nhỏ đều bị hạ sát. Những hộp gỗ rộng hàng mét, dài 3-4 mét, rồi những cột gỗ thành phẩm như thế này nằm ngổn ngang giữa rừng. Và điều chớ trêu là những dòng chữ cấm phá rừng như thế này chỉ xuất hiện sau khi cây rừng đã bị hạ sát và lấy đi hết phần gỗ tốt mang đi. Vậy nhưng đại diện hạt kiểm lâm huyện này vẫn cho rằng tình trạng phá rừng đã giảm đi rất nhiều. Thời gian qua thì trên địa bàn huyện Bông là một điểm nóng về phá rừng. Đến nay thì tình trạng phá rừng làm nương rẫy đã giảm đáng kể. Còn lại thì tình trạng vận chuyển lâm sản phá rừng giảm rất nhiều so với năm 2021. Với trên 70% diện tích rừng thuộc dạng nghèo kiệt, còn rừng trung bình và rừng giàu thì đã bị phá gần hết. Có thể nói rừng tại Đắk Lắk đang ở mức không thể thấp hơn được nữa. Trong khi đó các chủ rừng thì bất lực đùn đẩy trách nhiệm. Lực lượng bảo vệ rừng thì cho rằng cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng hiện nay chưa phù hợp với đặc thù riêng của địa phương. Và tình trạng đổ lỗi, đùn đẩy này vẫn còn, thì rừng tại Đắk Lắk cũng sẽ chả mấy nữa sẽ bị xóa sổ.